Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Ngày hôm nay giới thiệu bác đó là cây kính Moray Milet chất bọc vàng của Pháp Sư thập kỷ 1950-1960. Có đài sang 40 tuy nhiên size 3 to tương đương size 145. Đây là bọc vàng nhá, bản rất là to nhá. Đây, bản rất là to, to như số chữ H ấy, hơn cả số chữ H luôn. Chắc là dòng này em giới thiệu nhiều vì trong suốt hơn 2 năm qua bán giới thiệu quá nhiều rồi. Chính vì đó ngày nay thì đi rớt qua đây ạ. Bác nào gọi là gọi có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, gọi bác là tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ được một phương tiện ưu điện ô tô máy tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất, hợp tình hợp lý, phí thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vùng logo hãng từ ngày xưa rất rõ ràng này, càng bên trái là 5222, đấy là size tương đương 145 mà thôi, Moray. Bên phải là Milet 8110 series. Chuyên về nguyên zin nhá. Size khá to đấy, tương đương còn size 1522 là tương đương 145 mà thôi. Size to bản to này. Bản to hơn cả Solo CH luôn đấy. Rồi, về giá cả thì ngồi sau sẽ rõ, trước tiên là phải đính chính địa chỉ của trụ sở nhá. Hay địa chỉ kênh kính cổ ngày xưa nằm duy nhất ở đây. Ngoài ra là không có chi nhánh bởi vì là ngày nay rất nhiều đường xấu là hay giả danh trang kính cổ ngày xưa. Bán ở Hà Nội cũng như một số tỉnh trong miền Nam là lên lưu kính vài cái và chục cái là bán hàng của Nhật và châu Á, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu Trung Quốc. Và chính vì thế đó rất nhiều anh em bị dính vào trong chiêu thức là mua bán là hẹn nửa đường nơi công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe, bởi vì đã không có địa chỉ nhá, mà giấu địa chỉ nhá, mà sim số khuyến mại, sim rác, số đăng quy tư quy nhá, amateur và mở với bản hết 100% là dính luôn, kể quần áo hàng hiệu cũng thế. Còn đây là cây Moray Milet chữ H là size 522 tương đương 145 là có giá là 14.200.000 hay gọi là 14.200k, rất rẻ nhé. Giá là 14.200.000 hay gọi là 14.200k nhé. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bán trên mặt đất toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về thức mua bán và thời gian hàng, bên em luôn luôn ghi bên dưới video. Thời gian cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào. Kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác gọi điện thoại trước, tránh tình trạng đến là xuất quá thì em đi gửi hàng và giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân. Thì bác lưu ý điện thoại trước là em sẽ nghe tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa, và đó làm trong cái giá trị lớn nhất mà khi mua sắm đồ cổ xưa lâu năm có thể đến hơn 2 năm và sống phải cũng hơn 20 năm, bác khẳng định sẽ thương hiệu rồi thì bác cực kỳ yên tâm. Bác không nên nhìn vào những cái địa chỉ đang đăng ký kênh theo dõi trang là lượng lớn như là mấy nghìn người, 17 người lao vào mua nhé, bởi vì đã thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại và không đăng địa chỉ, giấu địa chỉ, cho dù lượng đăng ký kênh rất lớn, vì rất nhiều người ở mà trong tỉnh Sài Gòn ấy, rất nhiều người bị mua một cái túi, em nhớ là mua túi LV, túi Gucci này mấy chục triệu, nó ù đấy quyền luôn, cứ nhìn vào lượng đăng ký kênh đấy, bởi vì nó có địa chỉ đâu, mua số điện thoại mà sử dụng rất nhiều sim số điện thoại, đấy là cái điểm nhấn mà rất nhiều bác không để ý. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm không lướt cuộc đời, bởi vì những năm tháng buôn bán nước ngoài rút ra kinh nghiệm là chọn cái địa chỉ lâu năm, mua người con trai đã tư vấn cố vấn về kính cổ đồ cổ xưa, đồ gốm sứ, đồ đồng, xe đạp, xe máy cổ, âm thanh, đấy mà là điều mà các bác nhận được rất là giá trị, rất là lớn. Mua một món đồ nhưng mình am hiểu nhiều món đồ. Vâng, rất là cảm ơn bác xem video, xin chào các lại phía sau, bác nào mà trên kênh của em và nút đăng ký kênh màu đỏ các khoản bên dưới video, bấm chuông để mỗi lên video chúng tôi sự nhận nhất nhanh, và xin chào tạm biệt các bác.